Mọi người ơi, kênh mình sắp đổ nút bạc rồi mọi người ơi. Mọi người cho mình xin một like một sub nha mọi người. Kênh mình còn có tí xíu nữa là đủ nút bạc rồi, 48k sub nữa thôi mọi người. Bấm theo dõi giúp mình nha, bấm vô cái subscribe motherfucker. Bấm vô subscribe giúp mình nha. Con số gì ra mà con mấy gì đây? Mọi người ơi, thì mình cũng nói lại cho anh em nãy giờ anh em nào chưa vào á. Mà nói chung là nó cái này thì cái chỗ quen biết, cái chỗ anh em thân thiết trong nhà. Anh em thân thiết trong nhà, Kit mới nói cho anh em nghe. Là cái kênh của Kit á, sắp đủ cái nút bạc rồi, còn một cái tí xíu nữa thôi. Một cái tí xíu nhỏ nhỏ vậy thôi, 48k sub nữa đủ cái nút bạc. Mọi người chung tay, mọi người bấm cho đủ cái nút bạc giúp mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Còn có chút xíu nữa thôi mọi người ơi, chút xíu nữa. Game này tôi sẽ đánh con nào cho nó ổn map nha. Game này Kit sẽ đánh con, không lẽ đánh con Z ta? Đánh con Z. Game này sẽ đánh Z. Game này sẽ đánh Z. Chặt gì? Anh đánh Z. Anh lo được. Kit mà đánh con Z vô tay rồi đó. Con Z mà cầm trong tay thằng Kit rồi đó thì anh em phải biết cái độ bán, cái độ bán nó cỡ nào. Kit dẹt mà anh em đọc tên của tôi ra Kit dẹt, anh em phải đọc được cái tên của tôi là Kit dẹt đó. Kit dẹt là nó không có đơn giản đâu nha anh em, chữ Kit mà có chữ dẹt sau lưng đó có nghĩa là Kit Boy 100 dẹt đó. Kiểu như dịch ra cho anh em hiểu luôn là muốn mà ấy là Kit có chữ dẹt sau lưng là có nghĩa là Kit dẹt. Kit dẹt là sao? Kit dẹt là đánh dẹt hay, xong mà bo 100 nữa người ta gọi là kit dẹt đó, vậy thôi. Người ta thời xưa mà tôi đánh con dẹt này đó là nó được cái đẳng cấp mà gọi là địch mẹ mà nó thượng thừa luôn á. Thằng Faker lúc đó mà nó vô địch, nó vô địch cái giải mùa chung kết thế giới mùa mấy ta, mà cái đợt nó đánh con dẹt á, đợt đó nó nói nó tính cho tôi skin luôn mà. Nên bóc cho tôi skin mà tôi không lấy. Nó là có tiền mua đéo cần. Đợt nó nói mà có tiền mua đéo cần phải cho. Kit dẹt, trời ơi trời, phi tiêu. Kit dẹt. Kit dẹt. Kit dẹt. Kiếp dẹt một cạnh nhau. Counter cái cùng đéo có con nào mà counter được hết á. Mấy anh em hiểu vì sao mà có cái tên kiếp dẹt rồi đúng không anh em? Lý do là vì sao có cái tên kiếp dẹt là anh em cũng hiểu rồi đó, từ cái pha đó là anh em hiểu rồi đó, từ cái pha đó là anh em hiểu vì sao có cái tên kiếp dẹt rồi đó. Địt mày mày outlay vãi lồn, outlay hết, outlay toàn tập luôn. Cái tên Kit dẹt mà từ đó mà ra đó mọi người, từ đó mà ra. Tướng làm ra nhìn ngu học vãi lồn. Kit dẹt. Yeah. Ồ, xong rồi. Đó đây.
tuổi trẻ thì giờ đây đôi ta phải khổ đau. Không, vô địt mẹ mày quýnh tướng tủ, quýnh ngay con tướng 100 của mình địt mẹ mày. Tướng tủ mà còn 4-0 nữa thì ai chơi? Xuống bóp giết người. Tôi đánh tôi không có cá nhân nha mọi người. Tôi đánh tôi xanh rồi là tôi di chuyển thông minh. Ba lần hai sát vô mồm. Tạo nét. Chưa có skill bên cái lồn. Mãn nhãn vãi lồn đánh con dẹt địt mẹ mà mãn nhãn vãi lồn. Sorry mấy ông, tại vì tôi chơi game tôi quen cái kiểu mà tôi nói tục hay tôi chửi thề rồi. Tôi ở ngoài tôi cũng vậy, tôi chơi với anh em bạn tôi rồi tôi cũng chửi thề vậy á. Ôi vậy mà đứt đập đầu. Thằng lồn ở đây nó ghê vậy. Làm hết. Làm hết địt mẹ mày đánh dẹt ganh đấu ranh câu đại cao thủ 18 sát. Chơi 18 sát. Ganh đại cao thủ đây ha mọi người. Ranh này mà ranh đại cao thủ ha mọi người. Ranh này mà ranh đại cao thủ à. Nãy giờ cứ tưởng đánh ranh bạc ranh vàng chứ. Ok.
em giết trong nhà nó mới sợ, giết trong nhà nó mới sợ. Cái này mà nói là đánh đại cầu thủ à, easy. Lo được nha. Đó, cái tên kiếp dẹt đó mọi người, là mọi người biết nó bắt đầu từ đâu rồi đó. Nó bắt đầu từ đâu rồi đó. Kiếp thì kiếp, mà nói chung là kiếp không có mà gọi là nói điêu. Kiếp mà không có biết xạo bao giờ hết á. Có sao kiếp nói vậy. Thì kiếp dẹt thì mọi người cũng biết. Cái này là con tướng mà gọi là tướng tủ của mình. Tướng tủ luôn, tướng này là một cham luôn đó mọi người.